Xin chào mọi người, là mình Cho đây. Như các bạn đã nhìn thấy ở phần tiêu đề thì hôm nay Cho xin chia sẻ đến mọi người thông tin về quyền lợi thai sản mà mọi người sẽ nhận được khi mà tham gia bảo hiểm xã hội. Thực ra những cái thông tin hưởng này ở trên mạng á thì có thể tra cũng rất là dễ dàng, nhưng mà đối với những bạn mà đọc chưa hiểu hay là mới mang thai lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ thì hãy theo dõi tiếp clip của Châu để tìm cho mình những cái thông tin bổ ích và chính xác nhé. Rồi, vì cái clip này khá là dài nên Châu xin phép chỉ chia sẻ về cái chế độ hưởng thai sản này cho những bà mẹ có thai kỳ khỏe mạnh, sinh con khỏe mạnh bình thường á. Còn những cái trường hợp khác thì mọi người có thể để comment ở dưới, Châu sẽ trả lời cho mọi người ha. Và cái video của Châu sẽ phân ra làm hai phần như sau. Phần thứ nhất sẽ nói về những cái quyền lợi thai sản của lao động nữ khi mà tham gia bảo hiểm xã hội. Ở cái phần thứ hai, Châu sẽ nói về những cái quyền lợi về chế độ thai sản mà nam lao động tham gia bảo hiểm xã hội có vợ sinh con sẽ được hưởng. Rồi, cùng vào cái phần 1 thôi. Ở cái phần 1 thì chúng ta lại chia ra làm ba cái phần nhỏ như sau. Đầu tiên là trong lúc mang thai. Thì các bạn có biết không, trong lúc mà mang thai á thì chúng ta sẽ được nghỉ 5 lần, tương ứng với lại là 5 ngày. Nếu mà những cái lần khám đó chúng ta đi khám thai bình thường và khám trong cái giờ hành chánh, trong cái giờ làm việc của mình á, nếu mà bác sĩ hẹn của mình những cái ngày trong tuần á thì mình có thể là được hưởng cái quyền lợi này ha. Còn nếu mà các ba các mẹ giống như Châu này không có thời gian này đi khám ngoài giờ hay là vào những cái ngày nghỉ phép của mình nè, ngày lễ, ngày chủ nhật hoặc là thứ bảy, đối với những cái công ty làm thứ bảy á, không làm thứ bảy á thì sẽ không được nhận đâu ha. Mình chỉ được nhận khi mà mình nghỉ vào cái giờ hành chánh vào những ngày trong tuần thôi. Và mức hưởng như sau. Mọi người lấy cái mức lương bình quân của mọi người trong vòng 6 tháng mà gần nhất á, tham gia bảo hiểm xã hội á, mọi người chia cho 24, xong mọi người nhân với cái số ngày mọi người nghỉ á, là sẽ ra cái số tiền mọi người được hưởng ha. Mỗi lần mà đi khám á, thì chỉ được nghỉ và được hưởng cái chế độ đó một ngày thôi. Còn trong cái trường hợp á, mà ví dụ như là nhà quá xa, ví dụ mọi người ở Lá Thiêu, mọi người lên Bình Dương khám, và cho chị ví dụ thôi nha, thì mọi người có thể là xin mình được nghỉ 2 ngày. Hoặc là trong lúc khám thai mà thai có gì bất thường hoặc là bị động thai á, thì mọi người cũng có thể là nghỉ nhiều hơn ha, tùy vào cái y lệnh của bác sĩ nữa. Và khi mà xin giấy nghỉ bảo hiểm xã hội thì mọi người nhớ đem theo giấy tờ cá nhân của mình nè, chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân cộng với cái thẻ bảo hiểm y tế, thì các bạn sẽ nhận sẽ nhờ vào cái mã số của bảo hiểm y tế, cái bỏ ba số đầu lấy cái số sau á, chính là cái mã số bảo hiểm xã hội của mình luôn, để làm cái giấy nghỉ bảo hiểm xã hội cho mọi người. Tùy vào cái cơ sở khám á, thì có thể là cấp giấy nghỉ cho mọi người là ngay lúc đó, có thể là chờ nửa tiếng, tiếng gì đó để lấy luôn. Hoặc là cũng có một vài chỗ á, thì có thể là hẹn mọi người một vài ngày sau, mọi người có thể là muốn lấy sớm thì ghé lấy, không thì để lần sau tái khám lấy. Hoặc là gửi về nhà cho mọi người là tùy ha. Và khi mà lấy cái giấy nghỉ bảo hiểm xã hội về rồi thì mọi người nhớ nộp cho nhân sự. Châu đọc trên mạng á, về với là Châu tra thông tin á, thì chỉ cần nộp trong vòng là 45 ngày từ sau cái ngày mà mình bắt đầu đi làm việc lại cho nhân sự là được. Nhưng mà tốt nhất thì mọi người hãy nộp cái giấy đó trong vòng khoảng 1 tháng, trong vòng khoảng 30 ngày thôi ha, nộp cho nhân sự để được giải quyết sau cái mỗi lần mà mình đi khám, chứ đừng có gom lại 5 lần mà nộp một lần để hưởng á, thì không có được đâu. Thành ra lần nào đi khám thì nộp luôn. Còn những cái lần khám thai cuối mà có thể là những cái hẹn nó gần gần nhau, khoảng bác sĩ sẽ hẹn 2 tuần, 3 tuần gì đó, nó gần gần nhau, thì mọi người có thể là gom 2 lần, nộp 1 lần. Còn những cái giai đoạn đầu thì đa số là bác sĩ sẽ hẹn mình 4-5 tuần đi tái khám lại á, thì mọi người cứ khám lần nào về á, có giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội thì mọi người cứ nộp cho nhân sự luôn nha mọi người. Mọi người lưu ý giùm Châu nha. Rồi, đó là cái chế độ mà nghỉ trong khi mà mình đi khám thai. Còn cái lúc mà sinh con thì như thế nào? Ắt hẳn là mọi người cũng ít nhiều cũng có nghe rồi là nghỉ thai sản 6 tháng rồi đúng không? Thì
sau khi mà sinh con, ngoài ngoài việc là tụi mình sẽ được nghỉ 6 tháng để mà chăm sóc con nhỏ, thì tụi mình sẽ được hưởng một cái số tiền theo chế độ thai sản được tính như sau. Mọi người cứ lấy bình quân lương của mọi người trong 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội gần nhất, nhân nhân cho là 6, là ví dụ như cái mức lương 6 tháng gần nhất của Châu là 8 triệu đi, rồi nhân cho 6 tháng, 8 nhân 6 là 48 triệu mọi người ha. Cộng với mọi người sẽ được nhận một cái trợ cấp một lần duy nhất sau khi sinh con. Mọi người cứ hiểu nôm na là trợ cấp về bỉm sữa đi, sẽ bằng 2 tháng lương cơ sở. Một tháng lương cơ sở bây giờ là 1.490.000 đó, thì mọi người cứ lấy 1.490.000 lên nhân 2 cộng với 48 triệu thì sẽ ra được cái số tiền mọi người sẽ nhận được khi mà sinh con xong ha. Đó, nghe tới từ tiền là hơi phá phá nè, nhưng mà điều kiện để được những cái tiền mà thai sản này thì là như thế nào? Đầu tiên là mọi người phải đóng bảo hiểm là tối thiểu là 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con mọi người nha. Những 6 tháng này có thể là không liên tục cũng được. Hoặc cái trường hợp thứ hai, nếu trong trường hợp mà mọi người thai bị yếu, hoặc mọi người có những cái trường hợp là ví dụ như cổ tử cung ngắn, phải nâng cổ tử cung, hay là mình bị động thai gì đó, mình phải nằm nằm chờ cho đến cái lúc mà sinh luôn, mình không thể nào mình đi làm được á, thì mọi người có được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản không ta? Đó, mọi người phải tham gia bảo hiểm xã hội trước đó là phải được 1 năm trở lên rồi nha. Và trong vòng 12 tháng trước khi mọi người sinh á, thì mọi người phải đóng bảo hiểm xã hội được 3 tháng. Lưu ý cái này cho Châu nha, để mà mình ở nhà dưỡng thai, mình nghỉ, mình không có đi làm á, thì mình vẫn được hưởng cái chế độ thai sản. Và khi nào thì mình có thể là nhận được cái số tiền mà hưởng chế độ thai sản ha, thì sau khi mà mình sinh xong á, khi mà có giấy chứng sinh á, thì mình đã có thể là mình đã nộp hồ sơ để nhận được cái số tiền thai sản này rồi. Giấy chứng sinh thì mọi người chỉ cần photo công chứng rồi gửi cho nhân sự là được. Trong trường hợp mà mọi người chưa có cần cái số tiền này gấp á, thì trong vòng 45 ngày sau khi mọi người đi làm việc trở lại á, thì mọi người phải bổ sung giấy tờ đầy đủ để nộp cho nhân sự để mà được hưởng cái số tiền này nha mọi người. Và cái thời gian giải quyết á, thì tầm khoảng là 2 tuần từ khi mà mọi người nộp đầy đủ hồ sơ cho nhân sự thì mọi người sẽ nhận được tiền. Còn trong cái trường hợp mà mọi người muốn trực tiếp làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội, hoặc là mọi người đủ cái điều kiện để hưởng cái chế độ thai sản nhưng mà mọi người đã thôi việc, mọi người không có nộp cái giấy tờ thông qua nhân sự, thì mọi người có thể trực tiếp là nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội tại cái địa tại cái chỗ mà mọi người ở luôn, ví dụ như là cơ quan bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh ở quận nào đó, thì mọi người nộp chính xác ở cái quận đó luôn. Thì khi mà nộp thì những cái giấy tờ cũng là bao gồm, đầu tiên á, là sổ bảo hiểm xã hội nè, giấy tờ cá nhân, rồi giấy chứng sinh hoặc là giấy khai sinh của con có công chứng đó, mọi người có thể là nộp hoặc là ủy quyền cho người thân nộp cũng được. Tại vì mình mới sinh xong, mình có con nhỏ thì đa số là mình cũng không có thời gian và mình cũng không có đi nộp được đâu. Rồi mình đi ra ngoài đó thì người ta kêu mình điền cái form gì á thì mình cứ điền thêm thôi. Nói chung là thủ tục cũng khá dễ. Khi mà mình trực tiếp mà mình làm việc ở ngoài cơ quan bảo hiểm xã hội thì cái thời gian của mình mà nhận được tiền thì cũng tầm cỡ 7 ngày, cỡ 1 tuần thôi. Nói chung là nó sẽ nhiều giấy tờ hơn, hơi mất công một chút xíu, nhưng mà thời gian nhận tiền thường nó sẽ nhanh hơn nha mọi người. À, có một cái lưu ý nữa hồi nãy Châu chưa nói. Có nhiều bạn hỏi Châu là ủa chị ơi, mấy bạn mới sinh lần đầu ấy, thì lúc lần đầu Châu cũng có chung cái thắc mắc gì luôn là cái thời gian nghỉ thai sản thì làm sao mà mình biết mà mình canh được này nọ để mình làm, mình đăng ký cái thời gian nghỉ thai sản được. Thì chúng ta cũng tầm khoảng áng chừng thôi,
hoặc là mình sẽ nghỉ, hoặc là nếu mà mình mệt quá mình muốn nghỉ sớm. Giống như đợt cái đợt vừa rồi dịch bệnh mà Châu sanh á, thì Châu cũng là xin nghỉ sớm 1 tháng ha, mọi người ha. Thì chúng ta sẽ được nghỉ tối đa là 2 tháng trước khi mình sinh thôi mọi người, chứ không được nghỉ thêm nha. Rồi đó là những cái thông tin hưởng khi mà chúng ta sinh con. Vậy thì sau khi sinh mà còn có quyền lợi thai sản gì nữa ta? Có nha mọi người. Đó là chính là cái chế độ dưỡng sức sau sanh. Thì sau sanh tùy vào mọi người sinh thường, sinh mổ, sinh đôi, sinh ba thì mọi người sẽ được nghỉ thêm từ 5 đến 10 ngày. Và những cái ngày nghỉ đó mọi người cũng được bảo hiểm xã hội chi trả. Cụ thể là ví dụ mọi người sinh thường á, thì mọi người sẽ được nghỉ thêm 5 ngày. Nếu mà sinh mổ thì sẽ được nghỉ 7 ngày. Và nếu mà sinh đôi á, thì mọi người sinh đôi sinh ba thì mọi người sẽ được nghỉ thêm 10 ngày mọi người nha. Cái số tiền mà nhận được dưỡng sức sau sanh này á, nó sẽ được tính theo cái công thức như sau. Thì mọi người lấy cái số tiền lương cơ sở á, như hồi nãy cháu nói là 1.490.000 ha, nhân cho 30% rồi nhân cho 5. Ví dụ như mình sinh thường thì nhân cho 5, thì cho tính thử ha, 1.490.000 nhân cho 30% nhân cho 5 thì nó sẽ ra là 2.235.000. Đó là cái tiền nghỉ dưỡng sức sau sanh. Mọi người vừa được nghỉ mà mọi người vừa được tiền nữa đó, mọi người lưu ý này nha. Rồi cũng có một cái câu hỏi này là chị ơi, em muốn đi làm sớm thì sao? Em muốn đi làm sớm vậy thì em có bị cắt cái tiền nghỉ bảo hiểm thai sản không? Thì câu trả lời là mọi người vẫn được lãnh đủ 6 tháng với điều kiện là mọi người đã nghỉ ít nhất là 4 tháng mọi người nha. Nói chung là có thể đi làm sớm 2 tháng. Thì trong cái 2 tháng tiếp theo mọi người đi làm thì mọi người phải, tất nhiên là phải có sự đồng ý của cái chỗ mà làm việc công ty của mọi người rồi. Thì mọi người 2 tháng đó mọi người vẫn được nhận cái tiền theo chế độ thai sản, rồi cộng với cái tiền lương mọi người đi làm bình thường thôi đó. Nếu mà bé khỏe có người chăm, mọi người có thể là cân nhắc đi làm sớm trước 2 tháng cũng được, không sao ha. Ngoài ra là khi mà chúng ta thực hiện kế hoạch hóa gia đình là tránh thai sau khi mà có em bé rồi á, thì mọi người cũng được hưởng chế độ luôn. Cụ thể là khi mà mọi người đặt vòng tránh thai á, thì mọi người sẽ được nghỉ 7 ngày cộng với là tiền bảo hiểm xã hội chi trả. Còn trường hợp triệt sản thì mọi người sẽ được nghỉ là 14 ngày và cũng sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả vào những cái ngày mình nghỉ luôn. Tuy nhiên cái cách tính nó hơi khác một chút xíu. Mọi người lấy cái số tiền lương mà bình quân trong 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội gần nhất á, mọi người chia cho 30 rồi mọi người nhân cho cái số ngày mọi người nghỉ á, thì nó sẽ ra cái số tiền mọi người sẽ nhận được ha. Hiện tại thì cái phương pháp cấy que cho thấy hiện tại là các bạn đang sử dụng khá là nhiều, tại vì nó cũng rất là tiện. Ví dụ cấy que ở dưới cánh tay này mình nè thì sẽ được tránh thai trong vòng 3 năm á. Thì rất tiếc là cái phương pháp này á vẫn chưa được đưa vào cái thông tin mà hưởng bảo hiểm xã hội, thành ra mọi người lưu ý nha, chỉ có tránh thai hay là triệt sản thì mới có được hưởng trong cái chế độ bảo hiểm xã hội thôi mọi người nha. Rồi đó cũng là 3 phần cho nó rất là nhanh gọn thôi về cái chế độ thai sản mà nữ lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ nhận được. Còn nếu mà nam tham gia bảo hiểm xã hội có vợ sinh con là sẽ có những cái quyền lợi nào? Đầu tiên điều kiện mà cho nó là ba đi cho gần gũi ha. Đầu tiên cái điều kiện mà ba có thể là hưởng cái chế độ thai sản thì cũng giống như mẹ đó, là ba phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 6 tháng trong vòng 12 tháng trước cái thời điểm con sinh. Thì ba sẽ được nghỉ 5 ngày nếu mà mẹ sinh thường, sẽ được nghỉ 10 ngày nếu mà mẹ sinh đôi. Rồi ba sẽ được 7 ngày nếu mà mẹ sinh mổ hoặc là mẹ sinh non trước 32 tuần, và được nghỉ 14 ngày nếu mà mẹ sinh mổ, mà sinh sinh đôi, sinh ba, sinh tư gì đó thì cũng nghỉ 14 ngày thôi. Thì cái số tiền này thì cũng được chi trả theo cái công thức như sau, là lấy cái
cái tiền lương á, cái tiền lương phải cái bình quân mà mức lương mà đóng bảo hiểm xã hội của ba trong vòng 6 tháng mà gần nhất nè, rồi chia 24 rồi nhân cho cái số ngày ba được nghỉ thì sẽ ra cái số tiền ba được hưởng ha. Rồi thêm một cái nữa, cái này thì cho nói thêm thôi, cho nghĩ là cái trường hợp này nó ít xảy ra. Đó chính là hồi nãy cháu có nhắc đến cái trợ cấp mà sau khi sinh con, cái trợ cấp bỉm sữa, bằng 2 tháng lương cơ sở đó, 1.490.000 nhân 2 đó, thì ba có thể nhận được trong hai trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là chỉ có ba tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ không có tham gia. Cái thứ hai là cả ba cả mẹ cùng tham gia nhưng mà mẹ không có đủ điều kiện hưởng cái chế độ thai sản, mà ba đủ điều kiện thì ba có thể lãnh cái phần mà trợ cấp bỉm sữa này cho mẹ ha. Nói chung là có còn hơn không, nhưng mà cái trường hợp này thì cho hy vọng là sẽ không xảy ra. Hy vọng là các bạn đều đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ để mình được hưởng cái quyền lợi trong cái việc mà thai sản, trong cái việc mà chăm con ha. Tại vì thực sự đó cũng là một cái số tiền cho mình trang trải trong 6 tháng mà mình nghỉ ở nhà mình chăm con á, thì đó là một cái số tiền cũng khá là lớn. Hy vọng những cái chia sẻ của Châu hữu ích với mọi người. Có cái câu hỏi gì hay có những cái trường hợp nào khác á mà mọi người còn thắc mắc, cứ để comment bên dưới cho xin trả lời cho mọi người sau ha. Rồi xin cảm ơn và chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau nhé.